Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì Ngài ban cho chúng ta những phước hạnh mà trong những ngày qua chúng ta nếm trải được suốt từ những ngày chúng ta đeo đuổi ở trong ơn của Chúa để thấy sự phục hồi mà Chúa Ngài đã bày tỏ Ngài muốn làm trên hội thánh của Chúa khắp nơi trên thế giới, hội thánh hữu hình của Chúa, hội thánh phổ thông của Chúa. Đó là Ngài sẽ đem lại sự phục hồi khi chúng ta biết tiến vào và đón nhận bắt đầu từ những ngày của thương khó, kinh nghiệm của sự phục sinh của Chúa. Thì Hội Thánh sẽ nếm trải sự tươi mới khi chúng ta liên lạc với Chúa ở trong ơn của Ngài, ở trong phước hạnh mà chúng ta nếm trải được ở trong đời sống của chúng ta. Thì chúng ta cũng nhìn lại và thấy 50 ngày mà Chúa Ngài đã làm việc một cái thế sức là lớn lao, đã ảnh hưởng trên thế giới loài người của chúng ta. Từ việc Chúa Ngài chịu thương khó, trở nên chim con chịu giết ở trong ngày lễ vừa qua, cho đến sự thương khó, chịu chết, chịu chôn của Chúa và phục sinh của Ngài. Đến việc Chúa Ngài đã lấy thân thể phục sinh của Ngài hiện ra, bày tỏ với các môn đồ của Chúa nhiều lần, nhiều cách khác nhau, rằng Chúa Ngài là Chúa phục sinh. Cũng như việc Chúa Ngài nhắc nhở cho hội thánh của Chúa là hãy ở lại thành Jerusalem để đón nhận điều Cha đã hứa. Nên chúng ta cảm ơn Chúa vì ở giữa sự phục sinh của Chúa và ngày lễ ngũ tuần có những việc diễn ra mà nhiều khi hội thánh của Chúa chúng ta không chịu nghiên cứu và học hỏi một cách tối đa, bởi vì biến cố phục sinh của Chúa đem lại nhiều cái phước hạnh, và một trong những phước hạnh đó là bây giờ chúng ta có thể nhìn biết Chúa khác hơn trước khi chúng ta kinh nghiệm Chúa phục sinh. Rất là quan trọng để chúng ta khám phá ra những điều mà Chúa Ngài đã bày tỏ cho hội thánh của Ngài, và cậy nhờ quyền năng của Đức Thánh Linh để dạy dỗ hội thánh của Chúa nhiều điều quý báu phước hạnh ở giữa sự phục sinh của Chúa và ngày lễ ngũ tuần. Nhân trong ơn của Chúa, chúng ta sẽ đeo đuổi, chúng ta học hỏi và chúng ta tập trung vào để chúng ta nghiên cứu những điều này. Một trong những cái phước hạnh đó đó là Chúa Ngài ban phước để chúng ta sẽ không còn đánh giá một ai theo cách của loài người nữa. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu số 16: vì thế từ nay chúng tôi không đánh giá một ai theo cách của loài người nữa. Dù chúng tôi đã từng đánh giá Đấng Christ theo cách của loài người, nhưng bây giờ không còn đánh giá Ngài theo cách ấy đâu. Chúng ta đọc biết trong lời của Chúa thì chúng ta thấy có những sự khước từ Chúa từ quê hương của Ngài cũng như là đám đông, bởi vì họ đã đánh giá Chúa, họ đã nhận biết Chúa bằng cái khả năng của xác thịt của mình. Và chúng ta thấy rằng họ đã trật mất cơ hội, cũng như là họ đã yêu cầu Chúa rời khỏi đời sống của họ. Họ không muốn Chúa ở tại quê hương của Ngài, cũng như là những chỗ mà Chúa Ngài vừa mới giúp đỡ cho tiềm năng có thể là cả cái vùng đó được phước. Nhưng mà vì họ đã không chịu nhận biết Chúa bằng sự hướng dẫn của Ngài, mà họ chỉ chọn để nhận biết Chúa qua những điều mà họ quen thuộc. Thí dụ như chúng ta thấy người ta gặp trở ngại trong việc đón nhận những phước hạnh từ nơi Chúa Ngài ban cho, là bởi vì họ nói rằng đó không phải là người thợ mộc, con trai của người thợ mộc, đó không phải là con của Mary và anh em của người ở giữa chúng ta sao? Đó, có cái gì tốt ra từ làng Nazareth? Và tất cả những điều đó là những cái định kiến mà con người thời bấy giờ đã nhìn Đức Chúa Giêsu. Và cuối cùng chúng ta thấy rằng họ mất phước. Đời sống của chúng ta đi theo Chúa, chúng ta cũng cần rút tỉa bài học này để chúng ta không định giá ai, cũng như không định giá Chúa, không nhìn Chúa trong cái nhìn của xác thịt, nhưng mà bởi sự hướng dẫn từ nơi Chúa để chúng ta dành thời gian, chúng ta thật sự tìm hiểu về một người nào đó và biết họ trước khi chúng ta đi đến kết luận. Đây là một nguyên tắc sống rất là quan trọng. Và những điều tôi chia sẻ tại đây để chúng ta, hội thánh của Chúa, hội thánh chung áp dụng, chúng ta có thể giải quyết được cái tình trạng mà gia đình nhân loại đang khốn khổ, đó là sự kỳ thị chủng tộc, sự kỳ thị. Đây là việc mà chúng ta thấy rằng khó khăn vô cùng, bởi vì cái tư duy của con người của chúng ta, trừ trường hợp được biến đổi
Còn không thì chúng ta sẽ hành động dựa trên những cái mô hình, những cái khuôn mà chúng ta đã được quen biết, tiếp thu trước khi chúng ta gặp Chúa. Người Việt của chúng ta thì dạy lẫn nhau, và cuối cùng thì chúng ta nhìn những người xung quanh bằng những cái mô hình của Phật giáo, của bối khoa, của tướng xấu. Nhìn một người chúng ta thấy người đó người lùn, người cao, người lé, người gì đó. Và chúng ta nói rằng cái người rồi răng thưa là nói láo là cái gì đó, chúng ta nhận định một người, chúng ta đánh giá một người dựa trên thể hình của họ. Chúng ta đánh giá một người dựa trên màu da của họ. Chúng ta đánh giá một người dựa trên chiều cao hay là mập, ốm. Chúng ta nhìn con người rồi chúng ta đi đến một cái kết luận. Chúng ta đã đi đến một kết luận quá sớm. Ở trong tiếng Anh, cái chữ kỳ thị đó là prejudice. Nếu chúng ta tách hai cái chữ này ra, đó là prejudge. Tức là chúng ta đã đi đến phán quyết trước khi chúng ta biết cái người đó là ai. Và đây là một cái tình trạng mà chúng ta thấy rằng nó rất là khó khăn. Trong xã hội loài người, chúng ta thấy điều này xảy ra. Cái sự kỳ thị nó đem lại rất là nhiều sự khó khăn. Tại nước Mỹ này thì chúng ta thấy rằng người ta thấy người da trắng kỳ thị người da đen, người da đen kỳ thị người da màu. Tôi có một lúc tôi nói người Việt Nam chúng ta ok, chúng ta bị kỳ thị chứ chúng ta không kỳ thị ai. Nhưng mà cuối cùng nhìn lại chúng ta cũng kỳ thị rất là nhiều. Chúng ta kỳ thị những người lân cận chúng ta, trong nhóm của những người gọi là không quân của Việt Nam, của chúng ta gọi những người Spanish, những người Mẹ, những người nói tiếng Tây Ban Nha là mấy thằng xì. Và nhìn những người của những vùng miền khác, thí dụ như miền Trung thì miền Nam gọi mấy thằng nẩu, vân vân. Chúng ta thấy cái điều đó đó, nó là cái tệ trạng mà loài người của chúng ta đối diện. Và tôi mời anh chị em chúng ta cùng suy nghĩ, ở trong bài học ngày hôm nay chúng ta thấy Đức Giê-xu chính là tấm gương tốt đẹp nhất cho chúng ta để chúng ta học theo Ngài. Để chúng ta không để cho cái việc chúng ta định giá bất cứ một ai dựa trên tiêu chuẩn của xác thịt. Xin Chúa ngài ban phước để chúng ta sẽ đánh giá mọi người dựa trên cái việc chúng ta thật sự biết họ, và họ là ai, con người thật của họ là ai. Bởi vì bên ngoài chúng ta có thể lầm tưởng về một người một cách rất là dễ dàng. Chúng ta không biết Chúa Giê-xu gương mặt của Ngài như thế nào, nhưng khi chúng ta tưởng tượng về Ngài, chúng ta làm điều đó theo xác thịt. Đa số chúng ta, nhất là người tin lành, thì chúng ta thấy ở trong nhà của chúng ta có một cái hình, chúng ta là gọi là hình của Chúa Giê-xu. Nhưng anh chị em, đó không phải là hình của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu không bao giờ để lại một cái di ảnh nào hết. Và đó là hình của một tài tử đóng phim Chúa Giê-xu. Tóc vàng, mũi cao, da trắng. Và nếu Đức Chúa Giê-xu là người Do Thái thì chúng ta thấy rằng tóc của Ngài phải đen. Và nhiều hình ảnh khác nữa khi chúng ta thấy Kinh Thánh mô tả cho chúng ta. Nhưng ngày hôm nay nó như là một cái ảnh chung luôn, cả trẻ nít chúng ta thấy rằng khi nhìn cái hình thì nói Chúa Giê-xu, Chúa Giê-xu. Tại sao? Vì những người đi trước, những người lớn đã vẽ cho nó một cái bức ảnh đó nhồi nhét ở trong tâm trí nó. Sự quen biết của các môn đồ của Chúa trước khi Đức Chúa Giê-xu Ngài phục sinh đã ngăn trở họ có thể nhận biết Chúa. Ở trong Phúc Âm Giăng chương 20 từ câu 11 đến 14 ghi lại chúng ta, Mary đứng bên ngoài mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thấy hai thiên sứ mặc áo trắng ngồi tại chỗ đã đặt xác của Đức Chúa Giê-xu, một vị ngồi đằng đầu, một vị ở đằng chân. Hai thiên sứ hỏi: "Này bà, sao bà khóc?" Mary trả lời: "Vì người ta đã dời Chúa tôi đi, tôi không biết họ để Ngài ở đâu." Vừa nói xong, bà quay lại thấy Đức Chúa Giê-xu đang đứng, nhưng bà không biết đó là Đức Chúa Giê-xu. Chúng ta để ý về cái ý đó. Bây giờ chúng ta xem một trường hợp khác. Phúc Âm Giăng chương 20 câu 19 đến 20. Chiều ngày ấy, ngày thứ nhất ở trong tuần, cửa nơi các môn đồ ở đều đóng vì sợ người Do Thái. Đức Chúa Giê-xu đến đứng giữa họ và nói bình an cho các con. Câu 20, nói xong Ngài cho họ xem tay và sườn của mình. Khi thấy Chúa, các môn đồ thật vui mừng. Và chúng ta đi xuống câu 26 đến 28, Giăng chương 20, 26 đến 28. 8 ngày sau, các môn đồ lại họp ở trong nhà, Thô-ma cũng ở đó với họ. Dù các cửa đều đóng,
Đức Chúa Giêsu đến đứng giữa họ và nói bình an cho các con. Rồi câu 27. Rồi Ngài bảo Thomas, hãy đặt ngón tay của con vào đây và xem bàn tay ta. Hãy đưa bàn tay con ra và đặt vào sườn ta. Đừng vô tín, nhưng hãy tin. Thomas thưa rằng lại Chúa của con và Đức Chúa Trời của con. Chúng ta thấy, 8 ngày trước đó, khi Chúa Ngài hiện ra với các môn đệ của Ngài, Thomas không có mặt tại đó. Vậy chúng ta đọc phần Kinh Thánh thì chúng ta thấy rằng khi họ kể lại cho Thomas, đó là Chúa Giêsu đã hiện ra với họ. Thomas nói rằng tôi không tin, trừ trường hợp tôi đặt ngón tay của tôi vào trong dấu đinh của Chúa và hông của Ngài, còn không thì tôi không thể tin được. Từ đó Thomas được mệnh danh là người nghi ngờ. Nhưng mà tôi thấy rằng không, ông là một cái người đức tin của ông muốn có một cái sự kiểm chứng rõ ràng. Đó cũng là một cái nét tốt, vì ông không để cho cái sự nghi ngờ đó ở trong lòng của ông mà ông không giải quyết. Ông muốn biết Chúa một cách rõ ràng. Và phần của Chúa thì chúng ta thấy 8 ngày sau, 8 ngày sau khi lần trước mà Chúa Ngài hiện ra với các môn đồ, thì chắc là không có một môn đồ nào đi và mang giống Chúa. Nó Thomas nói là nếu mà Chúa không có chỉ cho và cho phép để đặt ngón tay vào trong dấu đinh của Chúa và hông của Ngài thì ảnh không tin. Nhưng mà Kinh Thánh ghi lại chúng ta 8 ngày sau các môn đồ lại họp ở trong nhà. Thomas cũng mới nói với họ, dù các cửa đều đóng, Đức Chúa Giêsu đến đứng giữa họ và nói bình an cho các con. Rồi Ngài bảo Thomas, hãy đặt ngón tay con vào đây và xem bàn tay của ta. Hãy đưa bàn tay con ra và đặt vào sườn của ta. Đừng vô tín nhưng hãy tin. Và câu số 28 cho chúng ta thấy một điều rất là thích thú. Ông đòi hỏi như vậy. Nhưng mà khi Chúa Ngài đến ở trong ngày hôm đó, không có ghi cho chúng ta biết rằng Thomas chạy đến và đặt cái ngón tay vào trong dấu đinh của Chúa. Nhưng mà chừng đó cũng đủ để ông cúi xuống và làm một công việc mà người Do Thái không làm cho ai khác trừ ra Đức Chúa Trời của mình. Đó là Thomas thưa rằng lại Chúa của con và Đức Chúa Trời con. Người Do Thái không bao giờ gọi ai là Đức Chúa Trời của mình. Chúng ta có giết họ, chúng ta có làm bất cứ điều gì, họ cũng không bao giờ làm. Từ trường hợp như Thomas tại đây, ông được xác nhận Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời bởi vì Ngài đã đặt thắng tự thân. Rồi Luca 24 câu 30-31, đang khi ngồi ăn với hai người, Ngài lấy bánh tạ ơn bẻ ra trao cho họ. Bây giờ mắt họ mở ra và nhận biết Ngài, nhưng Ngài thoạt biến mất. Trong phần Kinh Thánh này mà tôi vừa mới đọc cho quý bạn chị em, cho chúng ta thấy một điều mà chúng ta có thể chưa bao giờ chịu suy nghĩ và học hỏi về điều này. Đó là Đức Chúa Giêsu trong thân thể phục sinh, Maria không nhận biết Ngài cho đến khi bà nghe được tiếng của Chúa phán. Các môn đồ khác cũng không biết Ngài cho đến khi Ngài tiếp cận với họ và xác nhận với họ bằng việc Chúa Ngài cho họ thấy dấu đinh cũng như hông của Ngài là chỗ mà chịu tinh lính đâm mũi giáo vào đó. Các môn đồ trên đường về làng Emmaus cũng không nhận biết Chúa. Chúa đi với họ một đoạn đường tôi nghĩ rằng cũng khá dài, đủ để Chúa lấy Kinh Thánh từ Cựu Ước sang Tân Ước, nói về Ngài đó mà Ngài giải thích cho họ. Họ nghe lòng của họ nóng nảy, sốt sắng. Chúa gần họ như vậy. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta rằng họ không biết cho đến khi mắt của họ được mở ra, họ nhận biết Chúa. Vì Chúa Ngài làm một công việc mà họ đã quen. Đó là Chúa ngồi xuống, Ngài bẻ bánh ra, Ngài tạ ơn. Khi họ mời Chúa ngồi lại dùng bữa, ngay lúc đó mắt của họ được mở ra, thì Chúa Ngài đã biến đi mất. Thomas cũng không nhận biết Chúa. Các môn đồ đi đánh cá với Phi-rơ cũng không nhận biết. Giăng chương 21 câu 3-14 chép Simon Phi-rơ nói với họ, tôi đi đánh cá. Những người kia đáp, chúng tôi đi với anh. Họ đi ra xuống thuyền, nhưng trong đêm ấy không bắt được gì cả. Trời vừa sáng, Đức Chúa Giêsu đứng trên bờ, nhưng các môn đồ không biết đó là Đức Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu hỏi, các con ơi, không có con cá nào sao? Họ đáp, thưa không. Ngài bảo, hãy thả lưới bên phải thuyền thì các con sẽ được. Vậy họ thả lưới xuống, được nhiều cá đến nỗi kéo lên không xuể. Môn đồ được Đức Chúa Giêsu yêu thương, tức là rằng nói với Phi-rơ, ấy là Chúa. Simon Phi-rơ nghe rằng ấy là Chúa thì mặc áo vào vì người đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đồ khác đi vào bằng thuyền, kéo theo một tay lưới đầy cá vì chỉ cách bờ khoảng 90 mét. Vừa bước lên bờ, họ thấy tại đó có lửa than với cá nướng ở trên và có bánh nữa. Đức Chúa Giêsu bảo họ, hãy đem lại một ít cá mà các con vừa đánh được lại đây. Simon Phi-rơ xuống thuyền, kéo tay lưới đầy 153 con cá lớn vào bờ. Dù nhiều cá như vậy, lưới vẫn không rách. Câu số 12, Đức Chúa Giêsu bảo, các con hãy lại dùng điểm tâm.
Không một ai trong các môn đồ, anh chị em để ý đây, không một ai trong các môn đồ dám hỏi Ngài ông là ai, vì họ biết ấy là Chúa. Đức Chúa Giêsu đến lấy bánh trao cho họ và cũng trao cá nữa. Đây là lần thứ ba Đức Chúa Giêsu hiện ra với các môn đồ của Ngài sau khi Ngài từ kẻ chết sống lại. Anh chị em, họ là những người ở rất gần Chúa. Họ là những người biết Chúa rất rõ. Ít nhất là họ đã dành 3 năm với Chúa. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta Chúa rất là nhiều lần ở riêng với các môn đồ dạy dỗ họ. Và chúng ta để ý đến tới đây, ban đầu họ không thấy Chúa. Có thể lắm là họ đã định ở trong trí của họ Chúa Giêsu mà họ đã từng quen biết đó. Họ đi tìm hình ảnh đó trong khi Chúa Giêsu đã hiện ra với họ trong thân thể phục sinh của Ngài. Họ nhận biết Chúa, họ đánh giá Ngài theo xác thịt, cho nên họ không thấy Chúa. Cho đến khi Maria nghe được tiếng phán của Chúa thì bà Rabboni, thầy. Điều đó cho chúng ta thấy cho đến khi chúng ta ngồi xuống nói chuyện, học biết một người khi chúng ta có dành thời giờ để trò chuyện với họ, chúng ta mới thật sự biết họ. Đứng nhìn từ xa theo cái kiểu nhìn của kỳ thị, chúng ta nhìn bằng nửa con mắt đó, nhìn họ mà chúng ta không còn nhìn thẳng, sợ nhìn thẳng mình thấy họ rõ đúng thì cái định kiến ở trong lòng của mình đó nó sẽ lên tiếng và mình sai, cho nhìn người ta bằng nửa con mắt thôi, phải không anh chị em? Trong đời sống của chúng ta rất dễ để chúng ta rơi vào tâm tình trạng đó. Và các môn đồ khác của Chúa là những người đã quen biết Chúa, đã thấy Chúa, đã kinh nghiệm những giờ phút đi truyền giáo với Ngài, thấy những việc Chúa làm, khiến sống kẻ chết, làm bao nhiêu phép lạ. Và khi Chúa hiện ra với họ trong cái căn phòng đó, họ nhận biết Chúa cho đến khi Chúa Ngài chứng minh bằng cách Ngài nói rằng hãy nhìn lấy dấu đinh ở trên tay chân của Chúa và hông của Ngài. Chúng ta phải dành thời giờ ở gần, chúng ta mới thật sự biết Chúa. Đừng đánh giá Chúa bởi vì chúng ta nghe người khác kể. Từng hồi từng lúc Chúa cho chúng tôi lại được gặp gỡ với những người mà trước đây họ đã bị người khác nói sai hay là nói xấu về tôi. Thì họ đã định một cái định kiến, tạm gọi là họ kỳ thị tôi từ xa, mà chúng không biết tôi. Nghe người này kể lẩm bẩm chuyện này chuyện kia, họ ráp lại một cái hình ảnh một sư Huỳnh Quốc Khánh là một cái người gian ác nhất ở trên đời này. Cho đến khi họ gặp tôi nói chuyện với tôi một lúc, họ nói sao thằng nói một sư tệ quá mà, ông đâu có gì xa, ông bình thường mà. Có những người ngồi nghe tôi giảng xong rồi nói ô một sư giảng lời của Chúa tôi học được rất là nhiều điều, vậy mà người ta cứ đồn ông là tà giáo, ông giảng cái gì đó nghe là chết. Anh em rất dễ để chúng ta rơi vào trong tình trạng đó. Nếu chúng ta không dành thời giờ, chúng ta không tìm hiểu một người, chúng ta không nghe họ, chúng ta không nhận biết theo như cái nhìn của Chúa phục sinh, cái nhìn của tâm linh, thì chúng ta rất dễ để chúng ta kỳ thị những người lân cận của chúng ta. Thomas cũng không nhận biết Chúa khi nghe kể, nhưng mà ông nhận biết Chúa và cúi xuống tôn thờ Ngài khi ông nhìn thấy những gì Chúa Giêsu bày tỏ cho ông. Khi Chúa mời ông đến, ông đáp lại lời mời và nhìn thấy dấu đinh trên tay chân và hông của Chúa. Các môn đệ đi đánh cá chúng ta cũng thấy. Sư đồ Giăng là người mà Kinh Thánh mô tả cho chúng ta, ông giấu tên. Có như cái cách của người Việt Nam của chúng ta, người Á Châu của chúng ta, giấu tên mình. Ông là người viết sách Tin Lành Giăng, cho nên ông nói rằng ông biết một người, cái người được Chúa yêu. Ông có nói rằng cũng giống như là Việt Nam của chúng ta có những cái cuốn sách tự thuật nói về cuộc đời của mình, thì tác giả viết, người viết nói hay là người viết đã từng kinh nghiệm. Dạ. Chúng ta hiểu. Vậy cho đến khi ông Giăng nó tới đây, ông nghe điều mà Chúa Giêsu Ngài dạy. Thứ nhất Ngài hỏi có bắt được con cá nào không. Tôi hiểu trong lòng của ông Giăng, ông nói cái này nghe quen quen. Thì một lần Chúa Giêsu đã hỏi có bắt được cá không? Phi-rơ, Andre, Gia-cơ và Giăng đã từng trả lời Chúa, chúng tôi đánh suốt đêm không được con cá nào. Chúa bảo bỏ lưới qua phía bên kia thuyền. Họ bắt được rất là nhiều cá đến độ họ phải đánh dấu hiệu để các thuyền khác đi ra để chở cá, bởi vì đánh được một mẻ lưới cá rất là lớn.
là ngày Chúa cũng đứng ở trên bờ và Ngài bảo hãy thả lưới bên kia thuyền. Ngay khi lúc họ bắt đầu kéo và cá bắt đầu nó nhảy ở trong lưới đó, thì ông Giăng nói rằng đó là Chúa. Cảm ơn Chúa, ông nhận biết Chúa theo tâm linh chứ không theo mắt thấy. Anh Giăng thấy vấn đề mà tôi muốn chia sẻ với anh chị em ở tại đây. Đừng đi đến kết luận quá sớm. Chúng ta đã hố rất là nhiều lần rồi. Như Phaolô, ông đã từng nhận biết đánh giá Đức Chúa Giêsu theo xác thịt. Và ông quyết định điều mà tôi đặt tên cho sứ điệp ngày hôm nay, đó là vì thế. Có nghĩa là dựa trên những điều mà ông đã nói ở trên đó, từ nay chúng tôi không đánh giá một ai theo cách của loài người nữa. Dù chúng tôi đã từng đánh giá Đấng Christ theo cách của loài người, nhưng bây giờ không còn đánh giá Ngài theo cách ấy đâu. Ông nói rằng tôi đã lầm mà lầm to khi tôi đánh giá Đức Chúa Giêsu theo cách của loài người. Trong bối cảnh của ông là một người Do Thái, được dạy là Đức Chúa Trời là chân thần duy nhất. Bây giờ có một ông tên Giêsu đi và nói rằng ông với lại Đức Chúa Trời là một. Không chấp nhận được. Ông hiểu nổi. Ông lấy xác thịt mà ông đánh giá Chúa. Rồi Giêsu này lại dạy một con đường mới, một cái đạo để trở lại với Đức Chúa Trời. Mà dạy rằng đấng cứu thế, đấng Messiah phải chịu chết, chịu khổ sở dưới tay của các trưởng lão, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chôn và đến ngày thứ ba Ngài sống lại. Không thể chấp nhận được. Đây là một người không có bình thường, một cái người không thể chấp nhận được. Cho nên ông đã đi đến một cái kết luận, đó là phải nhổ cho bằng được, phải tiêu diệt cái nhóm mới này. Cho đến khi Chúa phục sinh hiện ra với ông trên đường Đa Mách. Sao-lơ, sao-lơ, sao ngươi bắt bớ ta? Chúa là ai? Ta là đấng mà ngươi bắt bớ. Và kể từ giây phút đó thì Phao-lô không thể nào đuổi ra khỏi cái ý tưởng Chúa phục sinh đã hiện ra với ông. Cho nên tất cả những gì mà ông đã kỳ thị, đã định kiến, đã đánh giá Chúa trước đây, ông sẽ tiếp tục làm được nữa. Cho nên ông nói rằng tôi cũng áp dụng điều này. Bởi vì nhìn Chúa theo xác thịt, đánh giá Chúa theo xác thịt, tôi đã bị hố, tôi đã sai lầm to. Bây giờ tôi quyết định kể từ nay chúng tôi không đánh giá một ai khác theo cách của loài người nữa. Dù chúng tôi đã từng đánh giá Đấng Christ theo cách của loài người, nhưng bây giờ không còn đánh giá Ngài theo cách ấy đâu. Anh xem đây là chìa khóa để giải quyết việc kỳ thị. Có nhiều cái đánh giá sai lầm làm cho chúng ta không thể tiếp xúc, và chúng ta cũng đánh mất phước hạnh mà Chúa định ban cho chúng ta qua cuộc gặp gỡ đó. Nhưng vì chúng ta đã có định kiến mà chúng ta gặp trở ngại. Không số người nghe đồn rồi có định kiến về VBC Houston. Cuối cùng đến đây được, nói với tôi, ông sư ơi, khi tôi mới đến Houston thì đã có con cháu đến nói rằng đi đến nhóm với Hồ Thánh, chỗ một sư mình muốn khánh đó, được phước lắm. Nhưng mà rồi tôi nghe những người lân cận của tôi họ bàn ra, họ nói đủ thứ về mục sư hết. Thì từ đó trong lòng của tôi nghĩ mục sư xấu lắm. Ông nói ông giảng tầm bậy tầm bạ. Cho đến khi tôi đến tôi nghe mục sư giảng, tôi nói ô tuyệt vời, những điều từ trong lời của Chúa mà chưa có ai giải thích cho tôi theo cách mục sư giải thích. Anh chị em thấy không? Mà họ đã tiếc, họ nói rằng mười mấy năm tôi đi lang thang chỗ này chỗ khác, bây giờ mới tìm được cái nơi mà Chúa Ngài đã định cho tôi là tôi phải đến nhóm lại. Xin Chúa ban phước để chúng ta sẽ không rơi vào ở trong những vết xe đã đổ đó, mà chúng ta sẽ chọn và làm một cái quyết tâm như sứ đồ Phao-lô đã quyết tâm. Tôi sẽ không đánh giá bất cứ một ai theo xác thịt nữa. Để ông so sánh cái sai lầm của ông đối với Chúa. Ông đã đánh giá Ngài một cách hết sức là sai lầm. Ông bắt bớ đạo Chúa, ông bỏ tù, ông chủ ngu để ném đá một chấp sự của Chúa. Ông làm tất cả điều đó trở nên người giết người, bắt bớ hội thánh của Chúa, tàn phá công việc của hội thánh của Chúa bởi vì định kiến trong lòng con. Anh chị em thấy nguy hiểm không? Cho nên xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta sẽ gặp gỡ Chúa phục sinh, để quyền năng của Ngài thay đổi chúng ta và chúng ta học được một điều, để chúng ta có thể gặp Chúa và chúng ta thật sự biết những người lân cận của chúng ta và hưởng được tất cả phước hạnh Chúa dành cho chúng ta. Chúng ta phải loại trừ cho bằng được cái kỳ thị, cái định kiến trong đời sống của chúng ta. Bằng không chính chúng ta ngăn trở chúng ta bước vào phước hạnh từ nơi Chúa Ngài ban cho. Xích một chút xíu, Nathanael, một môn đồ
đã được một người bạn tiến cử đến để gặp Chúa Giêsu. Ông nói có cái gì tốt từ Nazareth? Cảm ơn Chúa, Chúa Ngài có cái quyền cao hơn cái định kiến đó, và Ngài đến, Ngài gặp gỡ Nathanael, và Chúa Ngài nói khi ngươi còn ở dưới, đứng ở dưới gốc cây, bóng cây, ta đã thấy ngươi. Ồ, cái này tốt á. Cái người này đến từ Nazareth này tốt á. Bởi vì Ngài đã thấy tôi khi tôi chưa gặp Ngài. Đây có phải là con của Mary và các em của người ở giữa chúng ta không? Họ mất cái cơ hội để được phước của Chúa. Quê hương của Ngài mà Chúa về đó, Chúa chỉ chữa lành được có một vài người, Chúa sẽ phải bỏ đi bởi vì dân chúng không tin. Nazareth mất phước bởi vì không đón nhận Đức Giêsu và không đánh giá Ngài theo thuộc linh, mà chỉ theo như xác thịt mà thôi. Anh chị em, có bốn lĩnh vực mà chúng ta có thể áp dụng. Vì thế nên khi mỗi một chúng ta thay đổi cái cách chúng ta đánh giá, chúng ta nhận biết những người lân cận của chúng ta, và nếu thái độ này tiếp tục được lan rộng, chúng ta sẽ giải quyết được rất nhiều những cái lộn xộn ở trong hội thánh, ở trong gia đình và trong xã hội. Khi chúng ta thắng được cái việc chúng ta đi đến kết luận quá sớm, chúng ta đánh giá một người dựa trên những điều mà chúng ta sắp sửa học ở tại đây, thay vì chúng ta nhận biết họ ở trong tâm linh, trong sự giúp đỡ của Chúa Thánh Linh và quyền năng của Ngài, chúng ta sẽ thay đổi thế giới của chúng ta. Trở lại với Chúa Giêsu. Đa số chúng ta có thể đến giờ phút này vẫn còn, mặc dù có người đã nghe tôi hướng dẫn những điều tương tự như thế này. Khi chúng ta nhắm mắt, chúng ta cầu nguyện, cầu nguyện với Chúa Giêsu, thì chúng ta thấy mặt của ai? Đa số thấy mặt của ông tài tử đóng phim Chúa Giêsu, hay là bức hình nổi tiếng về Chúa Giêsu mà chúng ta đã được tiếp xúc từ bên Việt Nam. Nếu điều này làm cho cái hình tượng trong tấm lòng của anh em bị sụp đổ, tôi xin lỗi trước. Nhưng mà vì yêu thương anh chị em, tôi muốn anh chị em tương giao với chính Chúa. Chúa Giêsu mà chúng ta có thể nhắm mắt lại và chúng ta thấy phải là Đức Giêsu được Kinh Thánh mô tả. Cá nhân tôi thì nó giúp đỡ khi tôi đọc từng trang của bốn sách Tin Lành để thấy Ngài. Tôi nhắm mắt lại, bây giờ tôi cầu nguyện với Chúa Giêsu, thì với Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu, thì chúng tôi không còn nhìn Ngài giống cái hình mà hồi nhỏ tôi thấy khi học lớp mẫu giáo ở trong trường của Công giáo. Cái tượng đứng ở giữa sân đó, hay là cái hình người ta treo ở trên vách tường ở trong nhà. Nhưng Chúa Giêsu chân đất đi trên các con đường của xứ Palestine, đấng yêu thương khi thấy đám đông thì Ngài đồng lòng thương xót vì họ như chiên không có người chăn. Thì thấy một cô chú yêu thương khi người ta lôi một người đàn bà có thể không đầy đủ quần áo vì họ bắt tại trận, kéo đến để xem Chúa Ngài xử người đàn bà này như thế nào, vì người này bị bắt quả tang là phạm tội tà dâm. Bắt quả tang mà cái anh đàn ông đó đâu, mà chỉ có bắt cái người phụ nữ này. Tại sao? Tại vì người phụ nữ này không có sức để chống trả. Và cũng có thể là người cô thế, còn anh kia có thể là anh có máu mặt ở trong một cái đảng tôn giáo nào đó. Cho nên bắt tại trận, bắt quả tang, nhưng mà chỉ có người đàn bà này thôi. Chúa Giêsu của tôi, Ngài cúi xuống, Ngài viết ở trên đất. Em biết Chúa viết cái gì đó? Có thể Chúa viết về tội của mấy anh đứng lân cận đang hăm hở cầm đá và sắp sửa để ném vào thân thể của người phụ nữ này. Chúa viết tội gì đó, ăn cắp, ăn trộm, nói láo, cái gì đó Chúa viết xuống. Xong Chúa ngước lên, Chúa nói rằng ai trong các ngươi vô tội ném đá trước. Cảm ơn Chúa, tôi nhìn thấy Chúa Giêsu đấng yêu thương. Cuối cùng thì mấy ông già bỏ đi trước. Có lẽ ông tính nhầm ở trong bụng. Chúa Giêsu kể ra nói láo, ông tính mình sống 6-70 năm nói láo không biết bao nhiêu lần, thấy mình tội lỗi bỏ đá đi trước. Rồi người trẻ trẻ hơn bỏ kế tiếp, cuối cùng những anh trẻ mà hăng máu cũng bỏ đá xuống đi mất hết.
Chúa Giêsu của tôi ngài nhìn lên với người định, từng bà này, Chúa hỏi không ai định tội cho ngươi sao? Ta cũng không định tội ngươi, đi và đừng phạm tội nữa. Một sự thương xót lạ lùng. Anh chị em tôi biết Đức Chúa Giêsu đó, bởi vì tôi dành chỉ giờ để nghiên cứu và học hỏi những gì Kinh Thánh nói về ngài. Và tôi khuyến khích anh chị em làm như vậy. Đừng nhắm mắt lại tương giao với một tài tử của Hollywood đóng phim Chúa Giêsu. Cũng đừng nhìn Đức Giêsu với cái nhìn của xác thịt. Vì Đức Chúa Trời của chúng ta là Chúa toàn năng. Chúa Giêsu chỉ ở trong thân xác con người có 30 năm thôi ở trên đất này. Ngài là Đức Chúa Trời đã đến thế gian này mang lấy nhục thể, ngôi lời đã trở nên xác thịt ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật. Nếu chúng ta nhìn ngài thì như là ngắm xem sự vinh hiển của con một đến từ Cha. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà anh chị em đừng dừng lại tại đó. Vì Chúa Giêsu sau khi ngài phục sinh với thân thể phục sinh của ngài, lời của Chúa đã chứng minh và tôi đã chứng minh cho anh chị em, những người thân cận nhất của Chúa vẫn không biết đó là ngài. Cho đến khi họ dành thời gian, tiếp tục dành thời gian, đến khi họ nghe tiếng Chúa phán, đến khi họ kiểm chứng những điều mà Chúa nghe đã bày tỏ, đến khi mắt của họ được mở ra. Điều này cho chúng ta thấy có thể lắm. Đó là lý do tại sao mà có nhiều người đi nhà thờ biết về Chúa nhưng mà không biết Chúa. Vì Chúa, ngài là Đức Chúa Trời hằng sống. Chúa Giêsu chúng ta là cứu Chúa phục sinh, ngài đang sống. Chúng ta không có thể nào tương giao và chỉ nhìn biết Chúa trước khi Chúa ngài phục sinh, hay là Chúa của 2000 năm về trước, mà ngài phải là Chúa mà chúng ta trải nghiệm, chúng ta tương giao, chúng ta gần gũi mỗi ngày trong đời sống của chúng ta. Lời của Chúa dùng chữ đánh giá. Cho nên bây giờ tôi không đánh giá bất cứ một ai theo xác thịt. Từ đánh giá tại đây có nghĩa là để biết, để nhận thức, để xem, để xác minh, để làm quen, để chú ý, để nghiên cứu, để phân biệt, để phát hiện. Anh xem thử hình dung điều gì xảy ra nếu chúng ta thật sự nhận biết mọi người không theo tính xác thịt, nhưng nhận biết họ và tâm linh, biết họ bằng con người thật của họ. Chúng ta thấy thế giới của chúng ta sẽ tốt hơn biết chừng nào. Hội thánh của Chúa sẽ ấm cúng biết chừng nào. Vì chúng ta không định kiến một người khi chúng ta gặp họ lần đầu tiên, khi họ bước vào trong nhà thờ. Và chúng ta sẽ đón nhận họ với một cái tiềm năng trong tâm linh. Chúng ta thấy đây có thể là một sư tương lai của hội thánh này. Có thể do tóc của nó nhuộm đỏ, nhuộm vàng. Video. Biết đâu chừng đó là mục sư tương lai của hội thánh. Trong tuần chúng tôi tham dự một cái chương trình huấn luyện, cái ấn tượng đầu tiên, first impression, thì có một người mục sư làm chứng lại. Trước khi anh gặp Chúa, anh là một người ca sĩ trong cái loại nhạc mà ngày hôm nay rất là thông dụng ở giữa những người trẻ. Tay chăm trổ rồi tóc là nhuộm màu. Đang hướng dẫn hát như vậy, trình diễn như vậy, thì nghe trong lòng là con cần Đức Chúa Trời trong đời sống của con. Cảm nhận một cái sự lôi kéo như vậy, thì nói một cái trọng trọng, bởi vì không biết Chúa là ai, Đức Chúa Trời là ai. Ông nói rằng là Chúa God, nếu ngài là thật xin bày tỏ chính mình ngài cho con. Thì con không biết ai để thờ phượng, con thờ phượng Muhammad, con thờ phượng Buddha, hay là con sẽ thờ phượng ai đó, chính mình ngài xin bày tỏ cho con. Anh giao cái buổi trình diễn lại cho em gái của mình, bước ra ở bên ngoài gặp một người chạy đến. Đức Chúa Giêsu vừa mới nói ở trong lòng của tôi gặp gỡ anh để nói với anh biết rằng ngài rất yêu thương anh và ngài muốn anh thuộc về ngài. Anh rưng rưng nước mắt. À, Chúa, mới 30 giây trước con đã thách thức Chúa là nếu Chúa thật xin bày tỏ chính mình ngài, bây giờ Chúa ngài cho biết ngài chính là con đường, ngài chính là đấng mà con phải thờ phượng. Đó là thứ bảy sáng Chủ nhật đi đến nhà thờ. Lần đầu tiên đi nhà thờ cho nên ảnh mặc quần áo giống như ảnh trình diễn. Tóc cũng nhuộm đỏ, nhuộm đen, nhuộm màu. Đi vào trong nhà thờ. Thì cảm ơn Chúa, có một chị em trong ban tiếp tân đến quan nghênh và chào đón với một cái câu chào
Hoan nghênh đã về nhà cha. We welcome you to come home from the Father, to the Father. Tôi mà là người nhà của Đức Chúa Trời. Nhưng mà anh cảm thấy trong tâm lòng của anh một cái hết sức là ấm cúng, bởi vì mình là một cái đứa hư nát. Mà bây giờ Đức Chúa Trời lại làm việc xuyên qua môi miệng của một người phụ nữ này, ăn mặc rất là lịch sự ở trong một nhà thờ, đứng chào đón mình trong ban tiếp tân, làm cho mình cảm thấy mình thuộc về gia đình của Đức Chúa Trời nhiều năm rồi. Rồi anh kết luận cái lời làm chứng. 4 năm sau, tôi là một sự trưởng của Hội Thánh mà đã hoan nghênh tôi đó. Thật là câu chuyện tuyệt vời mà Đức Chúa Trời có thể làm cho một người, phải không chứ? Nhưng mà đòi hỏi có những người nhạy bén, có những người không có một cái định kiến về con người này. Cái thằng này nhìn lên nhìn xuống, thấy tóc của nó nhìn như vậy, ăn mặc như vậy, thì có chừng nó vô nó ngồi kế bên cạnh mình, có chừng nó móc ví của mình đó. Anh em chị em, có nhiều khi chúng ta nhìn những người khách mới đến nhóm lại, chúng ta nhìn họ từ đầu cho đến chân, chúng ta nhìn lại nhìn thật kỹ, rồi trong lòng của chúng ta tính. Ai mà quen về vấn đề tướng số thì nhìn chả cái người này cao có thể được, còn cái anh đó lùn quá, lùn mã tử này có bộ không được. Ta mới mở miệng ra nhìn thấy ô răng hô, chắc là răng thưa đủ mọi thứ hết rồi, có một lùi chỗ này, một lùi chỗ kia, đủ mọi thứ hết rồi. Chúng ta đem tất cả những thứ của ma quỷ của thế giới tối tăm, chúng ta đem vào, chúng ta giới hạn cái cánh cửa mà những con người này có thể trở nên ở trong Chúa, bởi vì chúng ta đã đánh giá họ theo xác thịt. 4 điều. Lãnh vực của dân tộc. Dân tộc phát xuất ra từ tiếng Hy Lạp ethnos, có nghĩa là các dân tộc, sắc tộc, chủng tộc. Định kiến xuất hiện khi chúng ta đánh giá, trước khi chúng ta thật sự biết một người. Và Kinh Thánh bảo chúng ta là đừng xét đoán người nào theo xác thịt, đừng đánh giá một người nào theo xác thịt, cũng đừng nhận biết một người nào theo xác thịt. Chúng ta nhớ khi phụ nữ người Samari mà Chúa Giêsu đã gặp gỡ bà ở tại giếng nước Sychar, bà đã nêu lên những khác biệt của tính dân tộc. Chúa Giêsu đáp lại với người phụ nữ này với tư cách là một con người, không phải với tư cách là một người thuộc về một dân tộc khác. Giăng chương 4 câu 9 cho đến câu số 10, người phụ nữ Samari nói: sao ông là người Do Thái? Với kỳ thị không nhỉ? Trước đó thì người Do Thái đó là rất là kỳ thị những người Samari này, vì người Do Thái họ tin rằng họ là người của hai chi phái miền Nam của nước Israel, còn người Samari là người của thuộc về 10 chi phái miền Bắc. Khi họ tản lạc thì họ đã lập gia đình với dân của các nước lân cận, các dân tộc lân cận, và sanh ra, tạm gọi danh từ của người Việt của chúng ta cũng rất là kỳ thị, mấy cái đứa con lai đó. Cho nên người Do Thái luôn luôn kỳ thị những người Samari này. Và cái việc đó nó đang được tiếp diễn trở lại, nhưng mà gặp Chúa Giêsu ngài đã chặn lại. Sao ông là một người Do Thái lại xin tôi một phụ nữ người Samari cho uống nước? Vì người Do Thái vốn không giao tiếp với người Samari. Đức Chúa Giêsu đáp: nếu chị biết quà tặng của Đức Chúa Trời và người đang nói với chị cho ta xin nước uống là ai, thì chắc chắn chị sẽ nài xin người, và người sẽ cho chị nước hàng sống. Chúa Giêsu nhắc: ồ, chị đang đứng đó và kỳ thị tôi ha, cho tôi là người Do Thái, thì sẽ ngăn cản chị trong vấn đề hưởng được phước một cách tối đa, vì hôm nay Đức Chúa Trời đã sắp đặt một cuộc hẹn thiên thượng để chị có thể kinh nghiệm được uống nước hàng sống. Cho nên bỏ cái thứ đó, đừng cãi mình là Samari. Nhưng mà chúng ta biết rằng người đàn bà này vì nó quen, cho nên cuối cùng bà nó đưa ra nước. Người Do Thái thì thờ phượng ở tại Jerusalem, còn chúng tôi những người Samari thờ phượng ở trên núi này. Suốt một chút, mất cơ hội, nhưng mà Chúa Giêsu ngài yêu thương và ngài bày tỏ chính mình, ngài kiên nhẫn với người đàn bà này. Cuối cùng người đàn bà này đã kinh nghiệm quyền năng của Chúa, thể hiện khi Chúa thi thố lời tri thức. Chúng mình giúp bà như thế này: về, kêu chồng của ngươi đến, rồi cả hai sẽ được uống nước ta chọn. Tôi không có chồng. Chúa Giêsu: đúng rồi, nghĩa là có nhiều đời chồng, và cái người ngươi đang ở với bây giờ cũng phải là chồng của ngươi. Bỏ giò nước, chạy thẳng vào trong thành: quý vị ơi, xin đi ra để gặp gỡ đấng mà đã nói hết trơn những điều mà tôi đã làm trong đời sống của tôi. Chữ trơn tôi nói theo kiểu của miền Nam đó, anh chị em tìm ở trong Kinh Thánh chắc không có cái chữ đó. Nhưng mà ngài đã nói hết tất cả những điều tôi làm. Chứ nói một mặt thôi, nhưng mà bà nhận biết quyền năng của Chúa đã thể hiện ra, và bà đã được phước và làm nguồn phước cho cả thành của mình.
Anh chị em đừng bao giờ đánh giá ai theo sắc tộc của người đó. Một trong điều mà tôi rất thương người sắc tộc, sau này Việt Nam thì gọi họ là người dân tộc. Nhưng mà tôi tin rằng họ tất cả đều là người Việt Nam, nhưng mà thuộc về các sắc tộc khác nhau. Tôi nhớ hồi nhỏ, đi với ngoại của tôi lên Đà Lạt, thấy những người thường, họ mang gùi họ đi, họ mặc quần áo đặc biệt lắm. Tôi nhìn tôi nói, ô, mấy người này là ai vậy ngoại? Bà ngoại tôi nói, đó là người thượng đó con. Họ mang mấy cái gùi đó gì, họ đem gạo, đem gì đó để đem xuống chợ, họ thấy, họ đổi những cái nhu yếu phẩm của họ. Mà cũng biết không, người Kinh của mình ác lắm. Gạt họ có nhiều khi lấy hết gạo của họ mà đổi không có được bao nhiêu. Điều đó nó cứ nằm trong lòng của tôi nói người Kinh của mình thiệt là kinh khủng á. Tôi nhớ đến cái hình ảnh đó và tôi nhớ luôn cầu nguyện cho những người sắc tộc. Họ được cứu và tất cả những đối xử tệ của người Kinh sẽ được Đức Chúa Trời Ngài thương xót, để không làm cho họ đau khổ và giữ họ, ngăn cản họ trong việc đến với Chúa. Cảm ơn Chúa. Có những chương trình mà VBC Hiếu Sinh của chúng ta đã liên tục cầu nguyện cho tất cả các sắc tộc. Chúng ta xin Chúa Ngài cho những việc táo bạo. Đó là xin Chúa Ngài bày tỏ cho họ trong giấc chiêm bao, trong sự hiện thấy. Như Chúa đã làm cho các dân tộc khác, cho những người Hồi giáo ở Trung Đông. Chúa làm. Một lần VBC Hiếu Sinh của chúng ta đã góp phần tặng hơn 3.000 cuốn kinh thánh cho người sắc tộc. Họ đi xuống tìm hội thánh của người Kinh của mình. Hồi 2 đêm trước, Đức Chúa Giêsu đã hiện ra cho cả làng của chúng tôi và Ngài nói rằng hãy đi xuống tìm hội thánh Tin Lành của người Kinh, họ sẽ nói thêm cho các ngươi biết về ta, họ sẽ làm chứng cho các ngươi về ta. Họ nghe và tất cả tin Chúa. Khi nó biết được nhu cầu, yểm trợ tài chính để mua 3.000 cuốn kinh thánh được in trong ngôn ngữ của họ, mà Chúa cho một sự tốt vừa mới hoàn tất. Cảm ơn Chúa. Tôi nhớ lần đầu tiên gặp một anh em người dân tộc, người sắc tộc ở một kỳ đại hội ở Âu Châu. Tôi chạy đến ôm. Rồi lần đầu tiên tôi được gặp gỡ và biết, nhất là bây giờ chúng ta đều là anh em ở trong Chúa. Cảm ơn Chúa, chúng tôi kết nối và làm việc cầu nguyện cho nhau và Chúa Ngài mở đường để sau đó gặp nhau thêm nhiều lần nữa, cùng nhau học với Chúa. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, tôi khuyên anh chị em đừng bao giờ đánh giá ai theo sắc tộc, theo chủng tộc của họ. Đừng quơ đũa cả nắm. Tôi nhớ nhiều năm về trước, trong lúc tôi dạy tiếng Việt cho nhân viên của ti cảnh sát của Houston, lúc bây giờ tình trạng người Việt cướp bóc người Việt, thì có một nhu cầu là các nhân viên của cảnh sát cần biết được tiếng Việt của mình để theo dõi, để giúp đỡ trong vấn đề chống cái tai nạn đó. Đêm ngày tôi nghe một cái tin tức, tôi nói, ô, sao mình không biết chuyện này nha? Đó là có một nhân viên cảnh sát người nữ, có nói rằng thầy không biết là cộng đồng của người Mexican của chúng tôi rất sợ người Việt Nam. Tôi nói, ô, có gì sợ? Rằng khi họ thấy một chiếc xe mà lũ khủ của người Việt Nam ngồi mà chạy trong xóm của họ là cha con chạy vô nhà đóng cửa. Họ nói, Vietnamese coming, những người Việt Nam đang đến. Trước đó tôi nghĩ người Việt của mình sợ người da đen, ôi mấy đứa thanh niên da đen nó đến bỏ chạy, giống như nhà đóng cửa là nguy hiểm. Cộng đồng của những người Mexican, họ thấy Việt Nam họ hết rồi mà chạy, họ đóng cửa. Và dĩ nhiên là tôi nói tôi đâu có gì đáng sợ. Họ nói biết, nhưng mà người ta luôn có cái thái độ và cái tinh thần quớ đũa cả nắm, cho nên gặp Việt Nam họ sợ lắm. Có thể anh chị em cũng biết là người Mỹ rất là sợ người Việt Nam. Mà con gái của Chúa, chúng ta học nhìn mọi người như Phaolô đã học, đánh giá và nhận biết Đức Chúa Giêsu theo tâm linh chứ không theo xác thịt nữa. Cảm ơn Chúa. Cái đây không lâu có một người đến, họ hỏi tôi một câu mà buồn ở trong lòng vô cùng. Tôi không biết mục sư có đứa con rể là người da đen nha. Thôi tại sao? Tôi hỏi trong lòng, chị có biết con rể của tôi không? Có bao giờ nói chuyện với nó không?
Nó sanh ra làm người da đen đâu phải là sự lựa chọn của nó. Nhưng nó không phải là con hư hỏng. Cha mất sớm, mẹ lập gia đình trở lại và được nuôi dưỡng trong gia đình của một mục sư. Mẹ của nó là một người đã đỗ bằng tiến sĩ thần học, làm diễn giả cho nhiều cái sự nhóm lại của người da đen của họ. Tôi là mục sư có con rể là da đen. What's wrong? Anh xem thấy không? Định kiến ở trong lòng của chúng ta, và chúng ta mất phước. Người con rể này là người rất thương người. Gặp những người homeless, dắt đưa vào ở trong motel, trả tiền cho họ ngủ nhiều đêm ở trong đó, vì biết rằng họ ngủ ngoài lều trong mùa đông lạnh. Tôi nghĩ rằng cái người chị em đó không biết chi tiết này, sợ là gia đình của chúng tôi gả con gái cho đứa con rể người da đen này, coi chừng nó vô nhà thờ nó móc tiền của mình đó. Tôi biết đây là những điều khó nghe nhưng cần nghe, phải không chị? Kể từ ngày hôm nay quyết định, thưa Chúa xin giúp đỡ con để con không bao giờ đánh giá bất cứ một ai theo xác thịt nữa. Giới tính, Galatia thi chương 3 câu số 28, lời của Chúa dạy chúng ta: tại đây không còn phân biệt người Do Thái hay là người Hy Lạp, người nô lệ hay là người tự do, người nam giới hay là nữ giới, vì tất cả anh em đều là một trong Đấng Christ Jesus. Ở chỗ này thì quý ông người Việt Nam của chúng ta dính nhiều lắm, nhất là chúng ta theo ảnh hưởng của Khổng Giáo và ảnh hưởng của người Trung Hoa. Trai thì được 5 thê 7 thiếp, còn gái thì chính chiên chỉ có một chồng thôi. Cho nên con trai ở trong nhà mà nó có hư hỏng, nó có bê bối, bà mẹ nói rằng nó là con trai mà, đàn ông mà. Rơi rộng đối với người nam nhưng mà rất là chật hẹp với người nữ. Có những ông chồng mắng vợ của mình: thôi bà im đi, bà mà biết cái gì, đừng bà mà biết cái gì mà nói. Đó cũng là mầm mống để gài ở trong dòng máu của mình, tiếp tục ở trong tình trạng mất phước của Chúa. Galatia chương 3 câu 28, câu Kinh Thánh này đề cập đến chủng tộc, địa vị, giới tính. Cho nên anh chị em đừng bao giờ có một cái định kiến đối với người khác phái. Đối với tôi, người khác phái chỉ khác với người phụ nữ, khác hơn với người nam ở cái chỗ là thể chất. Chứ còn trí tuệ, phước hạnh, sự sức giàu, ơn của Chúa, những gì mà Chúa Ngài ban cho đó, thì họ không có thể nào thua kém người đàn ông ấy. Tôi nói điều này chắc là bác Hoàng ông đắc chí lắm. Bởi vì từ lúc tôi quen biết ông, khi gia đình dọn về đây đến giờ, ông luôn kể về bà. Ông nói: bà nhà của tôi đó, bà nghe tiếng phán của Chúa rõ lắm. Đi trong chương trình truyền giáo là bà cầu nguyện một cái Chúa phán liền. Chúa chỉ đi đến gặp cái người đó, đi đến gõ cái cửa đó, đi đến cái chỗ đó thì Chúa nghe mở những cánh cửa khác. Bà nhà tôi đó, bà có ơn của Chúa trong sự cầu nguyện. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa cho để có nhiều người giống như bác Hoàng ở trong hội thánh này, nhận diện được cái ơn, cái phước mà Chúa Ngài ban cho vợ của mình, hơn là mình theo những cái lối cũ, mình nhận biết mọi người theo xác thịt, thì chúng ta sẽ đánh mất nhiều phước hạnh của Chúa lắm. Tại đây lời của Chúa nói với chúng ta: trong Đức Chúa Jesus Christ, anh chị em, trong Đức Chúa Jesus Christ, tại đây không còn có phân biệt người Do Thái hay là người Hy Lạp hay là người nô lệ hoặc là người tự do, nam giới hay nữ giới, vì tất cả anh em đều là một ở trong Đấng Christ. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa Ngài ban phước để chúng ta sẽ được Chúa Ngài cho chúng ta hưởng được phước hạnh của Chúa một trạng vọng vẹn hơn khi chúng ta không còn phân biệt giới tính. Cảm ơn Chúa. Có người hỏi: trong thánh VBC xin một số có dùng phụ nữ không? Tôi nói phụ nữ nhiều hơn nam á. Thì Chúa cho quý bà nắm bắt được một điều, đó là ở trong Đức Chúa Jesus Christ và trong thời kỳ ân điển của Chúa, người phụ nữ đã được Đức Chúa Jesus Ngài cất nhắc. Quý bà được gặp Chúa phục sinh trước quý ông. Họ là những người đi ra rao báo về sự Chúa phục sinh trước khi quý ông. Cảm ơn Chúa. Ở vị trí của người phụ nữ trong hội thánh đầu tiên cũng như hội thánh của Chúa ngày hôm nay khác hơn ở ngoài đời hoàn toàn. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa cho đi điều này cứ tiếp tục được triển khai. Các chị em phụ nữ sẽ tận dụng tối đa những cái nét đặc biệt mà Chúa Ngài ban cho mình.
Một trong những điều đó là chức vụ cầu thai. Người phụ nữ, người đàn bà có khả năng để cưu mang. Họ nhận được một hạt giống, họ nhận được một cái sự hướng dẫn của Chúa, một cái trách nhiệm trong sự cầu thai. Họ ấp ủ cho đến khi việc đó, họ thai nghén cho đến khi việc đó được thành. Cảm ơn Chúa. Thứ ba là tuổi tác. Chúa muốn chúng ta nhìn và chúng ta nói rằng người đó là con nít mà biết cái gì không. Để ý đến lời của Chúa tại đây tuyệt vời lắm chị em. Timôthê thứ nhất chương 4 câu số 12. Đừng để người ta khinh con vì trẻ tuổi, nhưng phải lấy lời nói, cách cư xử, lòng yêu thương, đức tin và sự trong sạch mà làm gương cho các tín hữu. Cảm ơn Chúa. Khinh có nghĩa là tiếp tục khinh rẻ để đối xử một cách khinh miệt, được coi là không đáng kể, là một người đáng được để ý hay là có giá trị. Đó là định nghĩa của Merriam-Webster. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta không rơi vào trong tình trạng chúng ta kể những người trẻ không có giá trị. Tôi thường hay bị chỉ trích một sư khánh chỉ dùng mấy đứa trẻ thôi, mấy đứa con nít mà biết cái gì. Tôi trả lời, tôi nói rằng công ty mướn họ, họ không có ngu đâu. Họ được trả lương 100 ngàn một năm thì họ không có thể mướn một đứa con nít ngu không biết cái gì. Không hiểu ý của tôi, nó có là con nít mà biết cái gì. Tôi nói xin Chúa giúp đỡ và xin lời này của Chúa được sứ đồ follow, ghi chép lại chúng ta sống trong sự soi sáng của Chúa. Một cái nguyên tắc thật là tuyệt vời tại đây chúng ta để ý. Timôthê thứ nhất chương 5 câu 1 câu 2. Đừng nặng lời quở trách người già cả, nhưng hãy an ủi họ như cha, cư xử với các thanh niên như anh em. Cha thì nó phải đi đôi với con chứ. Không, đừng nặng lời quở trách người già cả, nhưng hãy an ủi họ như cha, cư xử với các thanh niên như anh em chứ không phải như con. Phụ nữ cũng vậy, các bà cao tuổi như mẹ, các thiếu nữ như chị em, với tất cả sự thánh khiết. Ở đây tuyệt vời mà điều chúng ta nhớ tại đây, chúng ta cần tôn trọng người già, người lớn tuổi, nhưng mà chúng ta không để cho mình khinh dễ những người trẻ tuổi. Nếu không chúng ta sẽ giết, chúng ta sẽ làm nút chai, chúng ta chặn phước hạnh mà thế hệ kế tiếp họ có thể tấn lên để đem lại phước hạnh cho chúng ta. Đối xử với người già, chúng ta không được nặng lời quở trách người già cả, nhà có tuổi hơn mình. Như vậy phải có sự tôn trọng với những người vì tuổi tác của họ, nhưng không coi thường ai đó vì cũng vì tuổi tác của họ. Cư xử với các thanh niên như anh em. Cảm ơn Chúa. Trong trường hợp của mục sư với mục sư xem thì sao? Và đây là điều mà tôi sống, cho nên tôi giảng cho anh chị em. Từ giây phút mục sư xem được phong chức làm mục sư, tôi luôn luôn gọi là mục sư xem. Trong có cái đó là thằng con của mình, vì tôi kể mục sư xem là anh em ở trong Chúa. Tôi tôn trọng sự sức giàu, tôi tôn trọng sự kêu gọi của Chúa trên cuộc đời của mục sư xem. Và tất cả các mục sư trẻ trước đây đã từng phục vụ Chúa với chúng tôi, làm phụ tá với chúng tôi, không bao giờ tôi gọi tên của họ, trừ trường hợp là họ đã không còn xứng đáng ở trong chức vụ để tôi gọi họ là mục sư nữa. Luôn luôn là mục sư. Cho đến khi nào tất cả mọi dữ kiện đều chứng minh rằng người này không còn xứng đáng là mục sư nữa, thì tôi không gọi là mục sư nữa mà tôi gọi tên. Nhưng tất cả già trẻ gì cũng là người chúng tôi tôn trọng. Là nguyên tắc lời của Chúa dạy. Và nếu tôi kể mục sư xem đó là con trai của tôi, thì tôi sẽ không bao giờ cùng hầu vị Chúa chung được một cách dài lâu. Nhưng mà trong đấng Christ, ở tại nhà thì là cha con, nhưng mà trong chức vụ thì đây là bạn đồng lao. Tại sao? Tại sao chúng ta, ở đây lời của Chúa dạy chúng ta, Phaolô dạy cho Timôthê từ đây là đừng nặng lời quở trách người già cả, nhưng hãy an ủi họ như cha, cư xử với các thanh niên như anh em. Vì sự tôn trọng. Họ là thanh niên, là thiếu niên, họ thiếu cái gì? Họ thiếu về vấn đề tuổi tác thôi. Chứ còn ở trong Chúa thì họ cũng là một với chúng ta. Amen. Đối với các phụ nữ cũng vậy. Đối với các bà cao tuổi thì như mẹ, nhưng mà đối với các thiếu nữ thì không kể là con, nhưng mà là chị em. Xin Chúa giúp đỡ để chúng ta nắm bắt được điều này. Có nghĩa là chúng ta không
nhìn ai, không đánh giá ai, không nhận biết bất cứ một ai theo xác thịt, theo tuổi của họ, theo màu da chủng tộc của họ, theo như giới tính của họ. Bởi vì con người bề trong của họ là điều quan trọng trước mặt Chúa. Nhưng Chúa ngày căn dặn những người chồng đừng hiếp đáp vợ của mình, phải cư xử một cách tốt, tại vì nàng cùng hưởng sự cứu rỗi với mình. Ở trong Chúa, giá trị của người vợ thì cũng ngang với người chồng, chứ không phải là Chúa nhìn Chúa nói vợ ha cho 75% thôi, còn chồng ha 100%. Chúa không có định như vậy. Xã hội trong thời bây giờ thì họ đã định như vậy. Hai người phụ nữ mới bằng một người đàn ông, ba người nô lệ mới bằng một người đàn ông. Nhưng mà trong Đức Chúa Jesus Christ, Ngài cứu, Ngài chuộc chúng ta về, Ngài ban phước trên đời sống của chúng ta, thì nam nữ cũng như nô lệ, tất cả đều không còn nhìn thấy những ranh giới đó nữa. Vì nó như vậy mình nhắm mắt xong không sư? Không, chúng ta thấy nhưng mà không thấy. Chúng ta thấy màu da của họ đó, chúng ta thấy tuổi tác của họ đó, chúng ta thấy giới tính của họ đó, nhưng mà chúng ta không để giới tính, tuổi tác, màu da của họ quyết định cách chúng ta đối xử với họ cũng như sinh hoạt với họ. Xin Chúa cho để mắt của chúng ta được mở ra và chúng ta sẽ tìm gặp được Đức Chúa Giêsu ở trong những cuộc đời lân cận của chúng ta. Việt Nam chúng ta có một bài biệt thánh ca cũng khá đặc biệt. Xin Chúa cho con thấy được Chúa ở trong cái anh chạy taxi, ở trong cái chị đó, cái anh đó, cái người đó, cái người láng giềng đó. Cho nên tôi thường cầu nguyện cho các anh chị em đi ra truyền giáo. Xin Chúa cho anh chị em thấy được gương mặt của Đức Chúa Giêsu trên những người mà anh chị em tiếp xúc. Nhìn mọi người với một tiềm năng là ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, họ sẽ trở nên anh chị em của chúng ta, được làm một với Chúa và làm một với nhau. Vì quyền năng của Chúa có thể biến đổi một con người, dù họ trong lúc này trước khi gặp Chúa có tồi tệ như thế nào, nhưng mà sau khi gặp Chúa, bởi quyền năng biến đổi của Chúa, họ có thể trở nên một người vĩ đại cho Chúa. Cảm ơn Chúa. Amen anh chị em. Chúng ta trở lại với một đoạn kinh thánh rất quen thuộc rồi chúng ta chấm dứt. Anh chị em thấy đánh giá Chúa Giêsu theo xác thịt, theo truyền thống, và làm cho những người Do Thái mất cơ hội để kinh nghiệm được. Chúng ta đã được Chúa nghe soi sáng, hãy ở trong sự soi sáng đó của Chúa, đừng đi lùi. Chúa cho chúng ta kiện toàn càng hơn, để chúng ta sẽ không còn đánh giá bất cứ một ai theo xác thịt nữa. Như chúng ta vốn đã từng đánh giá Đức Chúa Giêsu như vậy, nhưng mà bây giờ không còn nữa. Ê-sai 53 câu 1 cho đến câu số 5. Ai tin đều đã được rao truyền cho chúng ta, và cánh tay Đức Giê-hô-va đã được bày tỏ ra cho ai? Không phải là một người mạnh mẽ đang ngồi ở trên sen, trên một tuấn mã để làm một tướng lãnh. Nhưng mà người đã lớn lên trước mặt Ngài như một cái chồi, như một cái rễ ra từ đất khô. Người chẳng có vẻ đẹp, cũng chẳng có sự uy nghi để chúng ta nhìn ngắm. Không có gì trong diện mạo của người khiến chúng ta ưa thích được. Người đã bị người ta khinh rẻ và chối bỏ, từng trải sự đau khổ, biết sự đau ớn, bị khinh như kẻ mà người ta che mặt chẳng thèm xem. Chúng ta cũng chẳng coi người ra gì. Đó là đánh giá của con người, trong đó có chúng ta trước đây. Nhưng mà câu số 4 trở đi, Đức Chúa Trời gõ cửa lòng của chúng ta, gõ đầu chúng ta và chúng nói: con ơi, hãy được soi sáng. Để câu số 4 cho chúng ta trở đi, chúng ta thật, người đã mang sự đau ớn của chúng ta. Lý do là nhìn Chúa, đánh giá Chúa: ơi, cứu Chúa gì mà bị đánh đập, bị đóng đinh, chết một cách tức tưởi như vậy, thì chúng ta sẽ mất cơ hội. Nhưng mà nhìn biết thật, người đã mang sự đau ớn của chúng ta, đã gánh nổi đau khổ của chúng ta, mà chúng ta lại nghĩ rằng người đã bị Đức Chúa Trời đánh đập và làm cho khốn khổ. Nhưng người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết, vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương, bởi sự trừng phạt người chịu chúng ta được bình an, bởi lằn roi người mang chúng ta được lành bệnh. Từ câu 4 đến câu số 5 là sự nhận biết, đánh giá Chúa theo tâm linh, theo sự soi sáng của Thánh Linh, để chúng ta có thể hưởng được phước của tất cả những gì Chúa Giêsu đã trả giá, đã gánh chịu để chuộc lại cho chúng ta. Amen anh chị em. Hãy học theo gương của Phaolô. Quyết định. Thế nên kể từ nay, xin Chúa kể từ nay là ngày hôm nay, tôi sẽ không định giá bất cứ một người nào
theo xác thịt nữa. Xin Chúa cho để những người trong ban tiếp tân của Hội Thánh cũng sẽ được Chúa Ngài cho câu quyết định này. Thì ban tiếp tân sẽ có cơ hội để đón tiếp rất là nhiều người đến ở trong những ngày sắp đến. Xin Chúa cho chúng ta nhìn họ, đánh giá họ theo tâm linh chứ không theo bề ngoài. Cái mắt dè dữ nhìn từ đầu xuống chân, xin Chúa cho ngừng lại. Chúng ta nhìn xuyên qua tất cả những cái bề ngoài đó. Một người cần Chúa, một người cần được yêu thương, một người cần được sự thương xót của Chúa, một người cần sự cứu rỗi của Ngài. Hoan nghênh, chúng tôi rất vui mừng vì bạn đã tìm được đường về nhà Cha. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa cho để tất cả những người trong chúng ta phục vụ, luôn cả chúng tôi, một sư xem, những người hướng dẫn lời của Chúa từ bục giảng cũng như khắp mọi nơi, chúng tôi sẽ rao giảng cho mọi người và các sứ điệp được thúc đẩy bởi tình yêu thương. Tôi luôn luôn trên đường đi đến nhà thờ chuẩn bị cho việc chia sẻ lời của Chúa. Lạy Chúa, xin giúp đỡ cho con đầy dẫy tấm lòng yêu thương của Ngài, để con có thể yêu thương các anh chị em ở trong các hàng ghế nhà thờ ngày hôm nay. Họ là những người cần được yêu thương. Điều đó đánh tan cái sự sợ hãi, hồi hộp của tôi. Những ngày truyền giảng mình hồi hộp, mình biết ai là người ngồi trong các hàng ghế để nghe mình giảng. Cái thái độ của mình là ráng cố gắng để mình đem lời của Chúa, chân lý của Chúa đập lên đầu của họ cho họ vỡ lẽ ra. Thì chúng ta mệt mỏi lắm. Nhưng mà chúng ta đến với tình yêu thương, giảng và dầm thấm trong tình yêu thương. Mình chưa nói với anh chị em, ngày nào mà chúng tôi chuẩn bị để chia sẻ lời của Chúa trong các chương trình giảng, tôi quỳ gối xuống và tôi cầu nguyện mà tôi không để nước mắt ra được cho những người sẽ nghe tôi giảng ở trong ngày hôm đó. Và tôi phải trở lại với chân thập tự giá và cầu nguyện, xin Chúa trả cho con lại cái giọt nước mắt là con cần có cho những người lạc mất, vì họ là những người cần tình yêu thương của Ngài. Cảm ơn Chúa. Chúa Ngài ban ơn cho tất cả chúng ta, kể từ ngày hôm nay sẽ không còn nhận biết bất cứ ai theo xác thịt nữa. Như chúng ta đi đến cái chữ chúng ta tại đây, Phaolô ông kể ông ở trong nhóm đó, và tôi tin là ông cũng kể tất cả những cơ đốc nhân trải qua các thời đại đã từng nhận biết Đức Chúa Giêsu như vậy trong xác thịt. Nhưng cảm ơn Chúa, Chúa đã soi sáng trên chúng ta và chúng ta đã gặp Chúa, đã kinh nghiệm Ngài, vì chúng ta đứng gần Chúa đủ để học biết về Ngài, nghe đủ về Ngài và để cho Ngài bày tỏ chính mình Ngài cho chúng ta, và chúng ta đã thật sự gặp Chúa, kinh nghiệm Ngài. Nên ngày hôm nay chúng ta sẽ không kể, không đánh giá bất cứ ai theo xác thịt nữa, nhưng theo tâm linh ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước. Nếu anh chị em ở trong thời giờ này cảm thấy ở trong lòng của mình có những sự nhắc nhở từ nơi Chúa, mình có những thiếu sót ở trong lĩnh vực có thể là chủng tộc. Tôi biết có những người da màu họ làm những cái công việc xấu, nhưng không phải tất cả. Chúa cho chúng ta có một sự phân biệt đó. Anh chị em cảm thấy như thế nào khi tôi kể cho anh chị em nghe là những người của cộng đồng của những người Mexican, họ nói rằng người Việt Nam đáng sợ lắm. Chúng ta cảm thấy khó chịu không, nhột không? Chúng ta có ai đã lên tiếng trong lòng, nhưng mà tôi đâu phải là những cái người thanh niên đầu lố nhố ở trong xe mà chạy trong khu xóm của những người Mexican. Nếu chúng ta cảm thấy khó chịu vì ta nghĩ về mình như vậy, xin Chúa cho để chúng ta cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu khi chúng ta nghĩ xấu, nghĩ tệ. Chúng ta đã lên án sớm trước, kết luận sớm trước khi chúng ta thật sự biết người đó kỳ thị, và chúng ta đi đến kết luận, chúng ta tuyên án trước khi chúng ta nghe hết tất cả những dự kiện. Đó là một chánh án rất tồi. Xin Chúa cho để tấm lòng của chúng ta được Chúa phục sinh thay đổi. Anh chị em, chúng ta không thể nào truyền giáo cho ai hết, làm chứng cho ai hết nếu chúng ta không nhận biết họ ở trong tâm linh, đánh giá họ ở trong tâm linh. Nếu chúng ta còn đánh giá mọi người xung quanh của chúng ta theo xác thịt, chúng ta sẽ không bao giờ trở nên hữu dụng ở trong tay của Chúa. Chúng ta góp phần vào trong công việc làm cho cộng đồng, làm cho xã hội thêm nhiều nan đề hơn là chúng ta là những tác nhân được Chúa đem vào trong cộng đồng để thay đổi, để ảnh hưởng, để làm muối mặn, để làm ánh sáng ở giữa đêm tối.
Cảm ơn Chúa. Chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cùng nguyện. Mỗi người trong chúng ta xin đến với Chúa, xin Chúa cho để chúng ta kiện toàn. Hãy làm một quyết tâm theo như lời của Chúa nhắc nhở chúng ta ngày hôm nay để chúng ta có thể gặp Chúa và kinh nghiệm Ngài. Xin Chúa giúp để chúng ta sẽ không còn định kiến nữa, nhưng chúng ta sẽ dành thời giờ tìm hiểu, quen biết, học biết một người với chính con người của họ hơn là những cái bề ngoài, quá khứ, luôn cả trung tâm của họ. Chúa kính yêu, chúng con cảm ơn Chúa. Chúa kiên nhẫn đủ với chúng con. Và thật Chúa của chúng con là Đức Chúa Trời thương xót. Hãy giúp đỡ để chúng con được soi sáng, để chúng con nhìn xa hơn. Là một đấng có một xuất thân không đặc biệt gì cho lắm, lớn lên trên mặt Ngài như một cái chồi, như một cái rễ ra từ đất khô, chẳng có vẻ đẹp, cũng chẳng có sự uy nghi để chúng con có thể nhìn ngắm. Không có gì trong diện mạo của Ngài khiến chúng con ưa thích được. Cảm ơn Chúa. Kế hoạch của Ngài thật là tuyệt vời. Ngài đã chịu kinh dễ chẳng bỏ, từng trải sự đau khổ, với sức khỏe trọn vẹn lại biết sự đau ốm, bị khinh như kẻ người ta che mặt chẳng thèm xem, hình bóng phản ảnh trọn vẹn của Đức Chúa Trời lại bằng lòng trở nên một gương mặt mà người ta khinh chẳng thèm xem. Và chúng con cũng đã từng chẳng coi Ngài ra gì, nhưng cảm ơn Chúa, Ngài đã thật mang sự đau ốm của chúng con. Biết ơn Chúa, giờ này xin phúc lợi của những giọt huyết mà Chúa Ngài đã chịu đổ ra như những lần đòn, nhưng việc Chúa Ngài từng trải sự đau ốm thay cho chúng con, để chúng con có thể kinh nghiệm được sự chữa lành trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã gánh nỗi đau khổ của chúng con, để chúng con ngày hôm nay không còn sống ở trong sự đau khổ nữa. Chúng con vốn có những kinh nghiệm thật là đau thương ở trong cuộc đời của chúng con, bị ruồng bỏ, bị bỏ rơi, bị phân biệt đối xử. Cảm ơn Chúa, Ngài đã chịu tất cả những điều đó để chúng con ngày hôm nay được đón nhận, được tiếp nhận, được làm người nhà của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã chịu đánh và đập và làm cho khốn khổ, để chúng con ngày hôm nay có thể kinh nghiệm được phước hạnh trọn vẹn trong ơn của Ngài. Chúng con chúc tụng Chúa. Cảm ơn Chúa bởi sự trừng phạt của Ngài chịu mà chúng con được bình an. Khi chúng con không hiểu làm sao chúng con có thể có được sự bình an giữa những xáo trộn, những khó khăn của cuộc đời này. Nhưng cảm ơn Chúa hôm nay Chúa nhắc nhở chúng con bởi sự sửa phạt Ngài chịu mà chúng con được bình an với Chúa, bình an với nhau, bình an với chính mình. Cảm ơn Chúa bởi lần rồi người mang, Ngài mang mà chúng con được lành bệnh. Sự giúp đỡ cho chúng con hết thảy, để chúng con sẽ nhận biết Chúa đúng như chúng con đáng phải nhận biết. Không theo truyền thống của con người, cũng không theo tính lý của giáo hội. Chúa không còn làm cái này, không còn làm cái kia, Chúa không còn như thế này, như thế kia nữa. Nhưng cho chúng con gần gũi, khám phá từ nơi lời của Ngài, để chúng con thật sự biết Ngài. Để chúng con sẽ tận hưởng tất cả những gì Chúa đã trả giá, đã giành lại, đã phục hồi cho chúng con. Cảm ơn Chúa. Thì giúp đỡ đi trong tấm lòng của chúng con trong giờ này. Tất cả những ai sẵn lòng và dâng trái tim của mình cho Chúa, xin Chúa xóa đi hàng rào của chủng tộc. Vì không còn người Hy Lạp hay người Do Thái hay là Hy Lạp, tự do hay tôi mọi, đàn ông hay đàn bà, nam giới hay phụ nữ, nhưng là một trong Đấng Christ. Xin mắt của chúng con nhìn trong cái nhìn của mắt Chúa. Nhân sinh quan của chúng con thay đổi hoàn toàn bởi ảnh hưởng của Chúa phục sinh. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa. Xin tiếp tục làm việc trong chúng con, để chúng con trở nên hữu dụng cho Ngài. Chúa ơi, con cầu nguyện điều này cho hết thảy anh chị em của chúng con, già trẻ lớn bé trong VBC Houston đây. Chúa trả lại cho chúng con những giọt nước mắt cho sự lạc mất
của những người lân cận của chúng con, để chúng con có thể khóc cho họ, để rồi chúng con có thể đi ra gieo trong nước mắt và nhìn chờ đợi ngày mà chúng con sẽ gặt ở trong sự vui mừng. Chúng con ngợi khen Ngài, cảm ơn Chúa. Thằng Chúa, chúng con phó dâng cuộc đời của mình ở trong tay của Ngài và thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa cho ban phước cho quý anh chị em, trọn đầy ơn của Chúa, các con cái của Chúa, các đệ tử của Ngài thờ phượng Chúa với chúng tôi qua online. Chúa Ngài ban phước và anh chị em cũng sẽ được Chúa Ngài làm việc trên đời sống anh chị em một cách tốt đẹp, phước hạnh ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa, chúng tôi sẽ nán lại để cầu nguyện cho những ai có nhu cầu. Hồ Thánh sẽ gặp lại anh chị em ở trong những ngày sau đến các buổi nhóm kế tiếp của chúng ta. Và chúng tôi cũng sẽ bắt đầu hướng dẫn tiến trình tăng trưởng bằng tiếng Việt ở tại phòng thờ phượng ở tại đây. Chúa ban phước gặp lại anh chị em trong ơn của Ngài. Hallelujah. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.